Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Bổn phận đấy thôi. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người mắc bệnh phong đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.